theo thông tin tôi nhận được, thời trẻ ông Quyền từng si mê của họa sĩ Thùy Dương. Nếu chúng ta dùng tranh của họa sĩ Thùy Dương làm quà tặng, chắc chắn ông ta sẽ rất vui. Như vậy, việc cấp phép xây dựng sẽ dễ dàng hơn. Cậu phải mua cho bằng được bức tranh đó cho tôi. Xin mời quý vị cùng đến chiêm ngưỡng tác phẩm tuyệt tác của họa sĩ Thùy Dương. Tác phẩm mang tên là Miền Ký Ức. Giá khởi điểm ban đầu là 700 đô. Xin mời quý vị ra giá. 15.000 đô. 20.000 đô. Wow, 25.000 đô. Còn quý vị nào nữa không ạ? 30.000 đô. Wow, đã lên 30.000 đô rồi quý vị. Dạ 30 rồi ạ. 30 lần thứ nhất. 30.000 đô lần thứ hai. 30.000 đô lần thứ ba. Cho hỏi quý khách có ý kiến như thế nào ạ? Gấp 10 lần số này. Wow, một số tiền rất là cao. 100.000 đô. 100.000 đô lần thứ nhất. 100.000 đô lần thứ hai. 150.000 đô. Wow, 150.000 đô lần thứ hai. 300.000 đô. 300.000 đô lần thứ nhất. 300.000 đô lần thứ hai. 300.000 đô lần thứ ba. Xin chúc mừng quý khách. Đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn, tình ai đã vụt bay.